mình tên là Nghĩa, hiện tại mình đang là quản lý chi nhánh 10 của hệ thống WC Barbershop. Địa chỉ làm việc của mình tại 128 đường Phan Thanh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Hôm nay mình sẽ quay lại quá trình một ngày làm việc của anh em shop mình, mọi người cùng theo dõi nhé. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin.